shopnow.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Chào tất cả mọi người nha. Lâu quá thì không chơi Batman. Trời ơi, hôm nay phải chơi Batman. Đây thì như của mình cho các bạn xem mới được. Ôi giời ơi. Mới vào thôi nó đang nhảy cờ tưng thế này rồi, sung sướng quá các bạn ơi. Ủa kỳ vậy? Sao kỳ? Coi đâu kỳ? Thấy Batman đẹp trai kỳ đúng không? Không có kỳ đâu, bình thường này. Rơi đây các bạn, rơi đây, bé rơi cô theo đây. Đó, ôi chơi nó á, chơi nó á. Ui dồi ôi, bạn mới vào thôi, nó đã bù kín ở khu vực đường giữa rồi. Mấy bạn tính đánh phá nhau hay gì thế này? Từ từ thôi, làm gì căng quá, người ta sợ người ta đầu hàng sao? Mấy bạn bên kia kỳ cục quá trời. Ôi giời, chơi nó á. Đầu tiên thì mình sẽ đi ăn con quái bù đỏ trước nha các bạn. Tại vì nó đỡ đường tà thần thì mình sẽ ăn trước, còn cái con đường rồng thì mình ăn sau. Ra sờ mông cái này. Ui giời, đang tính sờ mông một cái mà thế mà cuối cùng chú bỏ tôi, bỏ game cả tháng rồi. Chơi game mà bỏ game, cái gì vì vậy? Ôi ôi, game mà cũng bỏ nữa hả? Căng quá nha. Mình nói thật với các bạn luôn, mình chơi game mình kiểu như bị nghiện ấy, chứ không phải là bỏ là muốn bỏ đâu, khó bỏ lắm. Chơi nó. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Tại vì đôi lúc mình buồn buồn, mình không biết làm gì, mình phải chơi game cho nó đỡ buồn, vào hành các bạn. Thế nó mới sướng chứ. Cảm giác nó sướng sướng lắm các bạn ạ. Làm gì đâu cái này, làm gì mà đâu cái này. Gọi chưa quá, tàng hình thôi. Tôi là rơi đây, tôi là rơi siêu VIP đây, Batman đây. Hãy xem ta đây, chà, khoảng một em, sung sướng cuộc đời chưa? Thế la vào một cái thôi là bạn ấy lầm luôn các bạn ạ. Không lầm mới là lạ đấy. Rồi xong, bé này này, 2 kill này, ô, ngon, 150 tiền. Vô mắn rồi em ơi, thơm rồi, trời ơi thơm lưng như cùi gừng rồi các bạn ơi. Trời ơi thơm rồi. Mới vào thôi đã được đốt bộ kêu sung sướng. Hai kêu loại mồm các bạn ạ. Mình đoán không lầm thì Booster và Light tem bạn vừa ăn rồng xong. Vậy là cái con mùa xanh của rừng tem bạn đợt này không cánh mà bay rồi đấy. Đôi lúc mình cố tình cho tem bạn ăn con rồng để cho mình làm việc ấy. Chọn cướp bùa. Ôi thôi xong. Cái gì vậy ra? Hú. Trời ơi. Gió nó bay nhanh quá trời quá đất luôn các bạn ạ. Ghê quá. Đánh đấm thế này là hơi căng đấy nha. Mình thì mình rất là thích chơi cũng như là làm clip về vị tướng Batman. Nhưng mà mình thấy clip về vị tướng Batman cũng không có quá nhiều người thích xem cho lắm. Đâm ra lâu lâu mình mới làm một cái thôi các bạn ạ. Chứ nếu các bạn thích xem clip về vị tướng Batman ngày nào mình làm cũng được. Con này làm dễ lắm các bạn. Nó mạnh. Đây là một vị tướng mạnh. Nhưng mà nó mạnh theo cái trường phái gọi là lẻ thôi. Chứ trong combat ấy thì nó chỉ bắt lẻ là ngon thôi. Chứ vào combat mà 5 năm ấy thì không ăn thua cho lắm. Tại vì nó chỉ có một đúng một combo chiêu 2 và chiêu cuối lao vào rank dồn đam cực mạnh luôn. Nhưng mà khi mà mình sử dụng dồn hết đam mà không chết được người nào ấy thì coi như là toạc luôn. Nó không có chiêu gì chạy hết trơn đấy các bạn. Chỉ có mỗi tàng hình thì tem đối phương không thấy thôi. Rồi. Ê ơi, Violet kìa. Trời ơi, chiêu cuối hồi đâu chứ ta? Lâu thế, đợi nãy giờ chưa hồi chiêu cuối cho mình nữa. Rồi xong, có cây kiếm chi hồi luôn rồi này các bạn. Yo các bạn ơi. Rồi, xong rồi bạn ơi, gì ra đứng lại bạn ơi. Chạy đâu, xong rồi, ôi rồi ôi, thơm rồi. Đẩy về, ui hay thế ta. Ôi ra thằng mình inset hơi bị đẹp luôn. Ghê. Thơm rồi. Ấy, bùa xanh này. Đấy, lại có bùa. Sung sướng cuộc đời chưa? Ê, cái địch mệnh ăn bùa nó, ăn bùa ăn mãng luôn. Quốc nó. Rồi luôn. Cái thằng Diêu không tờ rim này. Nó bay vào nó lắm. Nhằng. Cái chết ngõm của tỏi. Ây da, thiệt là căng quá nha. Thơm ỏi. Á đục. Cái gì vậy? Bạn nhại tớ đúng không? Ghê nhờ. Thanh niên này. Ôi giời ơi, nó dám nhại mình đi các bạn ạ. Tôi sống đến bao nhiêu năm rồi, tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó dám cả gan dại là mình như thế. Được lắm.
mình yêu bạn rồi đấy, bạn đừng có khóc nha. Tí nữa mình sẽ đấm cho, lúc đó lại bảo số sao lại đen, ý giời. Thơm mời. Ủa sao theo mình phế thế? Ơ? Hai đêm xúc bót đánh đấm kiểu gì đây? Mấy bạn đánh đấm kiểu gì đây? Chết rồi. Rồi xong luôn, vỡ mồm chó sồm luôn. Ôi dồi ôi, tôi tới rồi với tất cả các bạn rồi đây. Yo, hãy xem tôi đây, chà, bùa xanh của tôi đó, một em, chơi đó, booster này, boot. Ôi dồi ôi, nó mạnh thế nhỉ, sao cái con booster vỏ lai thay bên kia nó mạnh vãi cả nhái ra. Uê liều ơi, căng quá con nhà bà thẳng luôn. Các bạn đang xem clip của mình đừng ký kênh và ấn like để ủng hộ giúp mình với nha. Nếu các bạn muốn mua nick thì nó lại cái kia mình nữa kìa. Trời ơi. Được. Khá lắm. Từ đã. Trời ơi. Sao chat ngoài không được ghi ta. Bạn nào muốn mua nick thì vào số của mình dưới phần mô tả video nha các bạn. Hiện tại trên số nick của mình rất là nhiều nick kiểu nó mình vừa mới úp lên ấy. Nó rẻ cực kỳ luôn. Các bạn có thể vào đấy chọn cho mình một cái nick tầm 3 đến 400k thôi là có thể chọn được tướng này, chọn được ngọc và chọn được trang phục luôn. Rất là VIP. Còn nếu các bạn không có điều kiện tiền nhiều thì các bạn có thể mua random 10k, 20k, 50k, 100k tùy theo. Random thì nó thuộc dạng là thế giới hên xui rồi các bạn ạ. Rồi, bình tĩnh. Khó quá nhỉ. Hiện tại mình có thể lao vào với chiêu cuối nha. Tại vì kia nó cướp bùa mình, láo nháo thế cơ chứ. Thôi chắc mình qua mình cướp lại bùa đỏ của rừng tam bạn thôi. Chứ bây giờ mình trông chờ gì cái con bùa đỏ nhà mình nó trụ lại được bây giờ đây. Chết nè, ăn bùa. Khó các bạn ạ, trận này khó quá. Quá là khó luôn. Mặc dù mình chơi Batman thật đấy, nhưng mà hơi bị căng. Ê. Chạy thôi. Ui lũ bố nó quay lại quấn luôn kìa. Trời ơi lũ bố quá máu chiến luôn. Đừng có sợ. Mình tới cứu bạn đây. Chà. Đầu xanh nhà nó chứ. Không được rồi. Không đủ tâm rồi. Ai đầu hàng đấy? Sao đầu hàng? Trời ơi là trời. Đánh đấm kiểu gì mà chứ đầu hàng kỳ cục quá. Từ mình kiếm con búa xanh nó hồi chiêu cuối cho nhanh ngoài. Cái chiêu cuối lúc đầu trận đấy thì nó sẽ hồi lâu các bạn ạ, nhưng mà đến tầm giữa trận với cả cuối trận nó hồi chiêu cuối nhanh lắm. Rồi xong bé Violet rồi. Ôi giời ơi, nó chọc bùa tôi chết luôn. Violet em bạn có bùa các bạn ạ. Trời ơi nhìn búa xanh búa đỏ mà thèm quá. Ấy, có bùi xanh, ôi trời ơi, có mỗi bùi xanh thôi mà. Ai à, cứu mình với, lưu bố. Ôi dồi ôi, may quá bạn ơi. Trời ơi, cảm ơn bạn nhiều nha. Lưu bố hay quá. Một tràng hót tay cho anh lưu bố đẹp trai các bạn ơi. Bạch, ngon. Đó là cướp được cái con bùi xanh trên tay của vị tướng Violet, sung sướng. Hay da, thì cứ về quá nha. Ấy trời ơi. Giờ mình sẽ lấy nó cái phước hợp kiếm nhá. Phước hợp kiếm đi, mặc dù phước hợp kiếm bị giảm nép sức mạnh rồi, giảm sức mạnh quá trời luôn, nhưng mà mình vẫn thích lên phước hợp kiếm, nội tại của nó ngon quá trời. Top over là cay rồi, trời ơi ngon rồi. Trời ơi bạn Zina sao lại cay cú thế, hồi nãy còn mày đặt nhại tôi mà bây giờ sợ ấy gì. Đây chống bay. Thời cơ tới rồi, hãy xem tôi đây. Phẹn một em. Ôi dồi ôi, Violet. Nhưng mà nó còn nhiều máu lắm. Ui, chạy. Ôi. Rồi sao? Sao cái con vũ thương hoàn hàn nó nhìn thấy mình trong bụi mà nó bay vào ta? Vô lý vậy. Nãy mình vào trong bụi nó mất tầm nhìn là nó không thể sử dụng cái chiêu cuối vào được mình chứ. Khó nhở, khó chịu nhở. Không sao, các bạn cứ từ từ, yên tâm đi. Trận này mình sẽ cố gắng hết mình gánh tem. Những trận đấu đầu mùa giải này khó quá các bạn ơi. Thật sự là rất là khó chơi. Tại vì gặp toàn đối thủ nó tay to vãi cả nhà ấy nha. Muốn thắng ở trận cũng khó khăn ghê trời.
Vô đây. Mình chỉ chọn mục tiêu máu yếu thôi, hoặc là máu giấy thôi. Chứ chọn cái thằng Gindu mà mình lao vào là lỗi của mình đấy, không phải lỗi của ai hết trơn đấy các bạn ạ. Violet kìa, mình quái mốt của Violet. Đây, Violet kìa. Cút ra, hãy à, phèn, một em, 240 tiền. Trời ơi, đi đâu mà vội mà vàng. Đứng lại cho bé hào sờ hàng cái coi. Ui ôi, nó hồi máu ghê thế. Đậu xanh cái Godzilla này, hồi máu ghê này. Ghê chưa. Trời ơi, ngon rồi bạn ơi. ngon rồi, thơm rồi. Thơm lưng như cùi gừng các bạn ơi. Úi giời. Chửi rồi, cay cú chửi rồi. Bây giờ hồi nãy khịa tui. Rồi xong rồi, bé Diêu đi đâu đây. Bé Diêu, đứng lại. Thẳng, ấu nhè, ngon. Chết không kịp gọi là thấy xác luôn. Vậy đòi đi rừng, là sao? What the hell? Hồi nãy chỉ tốt, bây giờ chỉ rừng các bạn á. Cút tôi vừa like các bạn chơi hơi bị hay chứ. Violet các bạn ạ. Violet ơi, chơi nè. Mình tới rồi đây. Hay quá. Trời ơi, tám kêu rồi. Ui. Không chơi được. Mày có bút tôi vào đây nó mạnh vãi nhái ra các bạn ạ. Đấy rồi, cơ hội tỏa sáng. Thằng một em chưa hai. Ui, ngon nha. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời, đến từ vị tưởng Batman. Double kill lùng, xấy luôn rồi. Mày, tàng hình này, ta đâu, quả cầu bánh xương chứ quên. Vẫn chết các bạn ạ, không thể thoát được. Thơm rồi các bạn ơi. Quá thơm, lưu bố. Hồi nãy bị tưởng gì ra các bạn khịa lại mình ấy. Nhưng bây giờ lưu bố với cả mình khịa lại bạn ấy luôn. Quá thơm rồi. Trời, quá thơm luôn các bạn ạ. Ui ơi. Ây da, dòng luôn. Có ai không? Rồi, xong rồi. Hello baby. Hello, ôi. Á, trời ơi là trời. Tóc biến này, ngáo ngái như cành đá hả? Trời ơi, mình tưởng qua đấy là mình không ăn được vị tướng Violet rồi chứ. Ai ngờ đâu bạn ấy tóc biến hết vào người mình các bạn ạ. Phải đấy mình xài chiêu vậy, hụt hết hai lần luôn. Vãi thôi trưởng. Dừng vờ cờ cờ. Đây ạ. À, hụt ra. Không sao, mình vẫn hụt thì hụt nhưng mà vẫn ăn được Violet thôi. Trời ơi, có gì đâu cắn. Thật là vãi trưởng. Nhận lấy ai. Cầm. Ui ơi, ra nó làm một phát gọi là combo siêu VIP. Vị tướng Booster chết ngóm của tỏi xong rồi chửi om sòm. Thơm ơi. Booster và Lai bạn không nên không phép nó đá cho cái sẽ chết. Mà công nhận ra mình đem đam to các bạn nhỉ. Booster vừa lời ngơ ngáo ngáo phát là bụp chết luôn. Chưa kịp làm gì hết trơn. Ui giời ơi. Win hộ tao cái hả? Ôi trời ơi bạn ơi. Sao bạn có thể nói những cái câu mà nó được nghe nó vô lý vậy nhở? Ok. Ra nó cũng ok, mình cũng ok. Né. Này thì hụt này, hụt hộ cái này á, bút tờ ngu. Ấy á. Ôi. Rồi xong luôn. Sao nó bay qua nó vẫn bay lại được nhở? Cái giấy. Mày tưởng qua đây nó ngáo ngơ trên cành bơ chứ. Úi giời ơi chán thế cái chứ. Thơm thì kệ không sao, vẫn thơm các bạn ạ. Win hộ tao cái à. Tại mình có lưu bố đánh hay. Công nhận bạn ấy đi support nhưng mà bạn đánh hay cực kỳ luôn. Đánh hay y như mình vậy á. Mình chơi lưu bố hay. Các bạn thấy clip của mình hay thì nhớ cho mình xin một lượt like với nha. Hoặc là các bạn có thể comment cái lời khen của các bạn hoặc là cái lời chê bai cũng như là góp phần góp ý trên kênh YouTube của mình giúp mình với nha. Bình luận đấy các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vô nào. Tăng hình nào. Chuẩn bị nào.
Hộ nè, hộ nè, hộ nè. Rồi xong tem mạng toang rồi. Này thì hộ cái với chúng tôi này. Quý đồ cái. Quý đồ cái. Trời, quý đồ cái chắc rồi, chứ cần gì phải hộ. Bye bye. Bye bye. Violet, Violet. Ây da, Violet, 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 Violet. Violet này, Violet này, 200 tiền, win luôn. Trời ơi, thôi không có khóc lóc gì nha Gina. Ý giờ bà cờ nách cả kiện tôi. Bì đặc, thứ nè, win hộ cái đồ ha. Thôi mình nghỉ đây. Các bạn muốn nick tiền vào shop của mình dưới phần mô tả video ấy nha các bạn. Và các bạn có thể sẽ đọc cái bình luận ở trên cùng ấy. Mình có ghi đường link vào shop ấy nhá. Giờ thì mình nghỉ đây, bye bye.